Sao thấy thấy rất nó còn một đợt là cái chỗ Hàn Quốc là nó tiếp rồi này nhưng mà không nhìn thấy nhưng người ta không cho mình nhìn thấy. Tôi xin được trân trọng kính mời Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngài Joko Widodo, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia cùng chứng kiến lễ ký kết văn kiện. Kepada yang terhormat Bapak Majenjung Menteri Kepala Kantor Pemerintahan Vietnam dan yang terhormat Ibu Retno Marsudi,
Menteri Luar Negeri Indonesia dipersilakan maju ke depan untuk menandatangani rencana aksi untuk implementasi kemitraan strategis Vietnam. Terima kasih Yang Mulia Presiden Tran Đại Quang. Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih. Tôi muốn đánh giá rất là cao atas sambutan yang hangat terhadap saya dan delegasi. Trước hết tôi muốn đánh giá rất là cao Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam đã dành sự đón tiếp rất là nồng nhiệt cho tôi và đoàn đại biểu Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Tôi muốn trình bày một số vấn đề như sau. Yang pertama, mengenai komitmen kita untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan. Trước hết là cái thỏa thuận của chúng ta nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược hai nước. Dalam 3 tahun belakangan ini tren perdagangan kita cukup baik dan mencapai nilai 6,8 miliar US dollar. Trước hết thì chúng ta là đã cam kết là sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại. Và trong 3 năm gần đây thì xu hướng thương mại của chúng ta là tương đối tốt và đã đạt cái giá trị là 6,81 tỷ đô la Mỹ. Dan kita ingin nantinya di tahun 2020 perdagangan kita bisa mencapai 10 miliar US dollar. Và chúng ta cũng muốn rằng là giá trị thương mại giữa hai nước sẽ có thể đạt được 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Untuk itu, saya tadi telah meminta perhatian Presiden Quang agar hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan termasuk untuk produk-produk otomotif Indonesia. Và tôi cũng muốn Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang quan tâm để làm sao những cái rào cản thương mại có thể xóa bỏ, trong đó có đối với cả sản phẩm ô tô của Indonesia. Yang kedua, investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama di Vietnam. Và các nhà đầu tư Indonesia là một trong những cái nhà đầu tư đầu tiên ở Việt Nam. Terdapat keinginan yang kuat dari para investor di Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Và cũng có rất nhiều nhà đầu tư Indonesia mong muốn được phát triển cái đầu tư của mình ở Việt Nam. Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik. Yeah. Chính vì vậy tôi cũng muốn đề nghị Ngài Chủ tịch nước Quang là có thể bảo hộ, hỗ trợ các nhà đầu tư Indonesia cũng như mà dành cho họ một cái sự đối xử công bằng. Yang ketiga, kita sepakat untuk meningkatkan kerjasama pemberantasan EU fishing. Oleh karena itu, momentum penandatanganan joint communique untuk memerangi EU fishing pada kunjungan ini sangat penting artinya. Thứ ba là chúng tôi cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Chính vì vậy mà việc hoàn thành thông cáo chung để phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp đã có ý nghĩa hết sức là quan trọng.
Yang keempat, kita juga sepakat agar negosiasi zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam dapat segera diselesaikan dan diintensifkan. Dan saya sangat berharap negosiasi ini bisa selesai secepat-cepatnya. Và thứ tư là chúng tôi cũng đã nhất trí rằng cái cuộc thương thuyết về vùng đặc quyền kinh tế giữa Indonesia và Việt Nam có thể được tăng cường. Và tôi cũng rất là hy vọng là cuộc thương thuyết đó có thể kết thúc một cách sớm nhất. Yang kelima, Yang Mulia Presiden Quang dan saya juga menyambut baik kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan Kota Pondok. Hal ini tentu akan berkontribusi besar dalam memastikan Laut Cina Selatan menjadi kawasan yang aman, yang stabil dan damai. Thứ năm, tôi và Ngài Chủ tịch nước cũng đã hoan nghênh những cái tiến bộ đã đạt được trong cái cuộc đàm phán về COC. Và điều này thì chắc chắn là nó sẽ đóng góp phần quan trọng trong việc khẳng định Biển Đông, Biển Nam Trung Quốc tiếp tục là một khu vực an toàn, ổn định và hòa bình. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Vietnam terhadap konsep Indo-Pacific Indonesia. Và cuối cùng thì tôi muốn đề cập đến tôi muốn cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ quan điểm của Indonesia về khái niệm Ấn Độ Thái Bình Dương. Ini yang terus akan kita kembangkan di ASEAN. Và điều này sẽ tiếp tục được phát triển ở ASEAN. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Tổng thống Joko Widodo. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Tôi xin trân trọng thông báo buổi họp báo đến đây là kết thúc.